Dạ, quý xin chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn mình nha. Và ngày hôm nay thì Quyền có một vài sản phẩm máy giặt giá rẻ để giới thiệu đến với tất cả cô chú chị bạn mình. Cô chú chị nào mà đang tìm máy giặt giá rẻ thì có thể tham khảo video này để mà có thể mua ngay cho mình một chiếc máy giặt về để giặt giũ trong gia đình nha. Đây là chiếc máy giặt đến từ thương hiệu Nhật Bản của Sharp các bạn nha. Máy giặt này thì là bạn ký gửi phù hợp cho gia đình của chúng ta, ít thành viên hoặc các bạn học sinh sinh viên ở trọ, các anh chị nào mà ở trọ thì rất là phù hợp với cái máy giặt này nha. 7,5 kg thôi, với mức giá hiện tại là 4.690.000 giảm còn 3.790.000 tại Điện Máy Xanh. Điện Máy Xanh thì hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam luôn cô chú bạn mình nha, nên các anh chị cứ yên tâm khi mua hàng nha. Nếu mà anh chị mình mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình để Quyền có hỗ trợ chi tiết cho anh chị mình luôn. Về máy giặt thì chúng ta sẽ có một cái khối lượng giặt là tầm khoảng 7,5 kg. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để xà bông, gọi là nước giặt và nước xả ha. Bên đây, đây là miếng chống chuột nè, miếng ống xả nè và ống cấp nước. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái bảng điều khiển ở đây, hoàn toàn là tiếng Việt luôn, nên các cô chú anh chị bạn mình sử dụng rất là dễ dàng. Nút nguồn nè. Đó, và chúng ta sẽ chọn chương trình giặt ở đây và nắm nút bắt đầu. Giặt xong thì máy sẽ báo hiệu cho chúng ta. Đó, rất là tiện lợi cho chúng ta luôn. Máy nhặt nhỏ gọn, nó phù hợp với gia đình chúng ta, ít thành viên hoặc các bạn học sinh sinh viên ở chợ nha. Anh chị nào ở chợ đi làm xa rồi đó. Đó, để mà chúng ta giặt đồ ha, tiết kiệm được thời gian. Đi làm về mình bỏ đồ cho mình giặt thôi, rồi thời gian đó mình để mình nghỉ ngơi ha. Đó, giặt xong rồi mình phơi lên thôi. Đó, rất là tiện ha. Chỉ có 3.790.000 thôi, 7,5 kg. Rồi bên đây thì Quyền có thêm một cái máy của Toshiba cũng là Nhật Bản luôn, 8 kg, cái dòng này thì 8 kg thì mức giá cũng đang giảm luôn, 5.490.000 giảm còn 4.890.000 thì 8 kg. Thì cô chú và bạn mình á, thích cái mẫu này thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình nha. Cái mẫu này cũng rất đẹp, tông màu đen, kính ở trên kính cường lực ha. Đó, ở trong lồng giặt đây chúng ta vẫn có miếng chống chuột nè, miếng cấp nguồn nước, bên đây có cái lọc cặn lọc vải luôn. Trong lồng giặt cũng khá là đẹp, đây là chỗ để bột giặt và nước xả ha. Đó, có hệ thống chống kẹt tay luôn, nó không có để xuống mà đập cái gầm nha. Bên đây hoàn toàn là tiếng Việt ha, chữ khá là lớn. Đó, cô chú anh chị lớn tuổi vẫn sử dụng được luôn nha. Nè, tắt mở đây, khởi động và chọn chỉnh đây, rất là tiện lợi. Máy này 8 kg nha. Hai mẫu này Quyền giới thiệu đến cô chú bạn mình á, là những cái mẫu được bảo hành là 2 năm hết luôn nha, giao hàng toàn quốc và bảo hành tại nhà. Mẫu này của Toshiba cũng là thương hiệu của Nhật Bản, Sharp cũng là thương hiệu của Nhật Bản luôn. Đó, những cái mẫu này thì hầu như là các bạn học sinh sinh viên nè, các cô chú anh chị mình ở chợ đều rất là thích cái mẫu này nha. Nó nhỏ gọn ha, với mức giá cũng dễ tiếp cận nữa. Đó, cô chú anh chị nào mà ưng hai cái mẫu này thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền nha, qua số điện thoại trên màn hình nha, hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam luôn. Cô chú anh chị mình xài hàng Nhật thì không thể nào mà không nhắc đến với Panasonic rồi. Panasonic thì một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi ha, Quyền không nói thêm về cái thương hiệu này nữa, Quyền chỉ báo giá máy giặt thôi. Máy giặt này là 8,5 kg, là 6.790.000 cô chú bạn mình nha. Đây là thương hiệu của Panasonic, máy cũng được bảo hành 2 năm, hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam luôn ha. Đây, lồng giặt đây. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mạng điều khiển khá là lớn như thế này, cũng hoàn toàn là tiếng Việt luôn, rất là dễ dùng của chúng bạn mình nha. Đó. Thì ba cái mẫu này là máy giặt lồng đứng giá rẻ tại Điện Máy Xanh. Đó, thế động ha. Còn cái mẫu Toshiba thì còn một mẫu nữa, cái nó 10 kg mà giá nó cực kỳ rẻ luôn, Quyền quay cho quý bạn mình xem nha. Đây, 6.990.000 giảm còn 5.890.000, mẫu này là 10 kg luôn các bạn mình nha. Đó, giá chỉ có 5 triệu mấy mà 10 kg, sử dụng cho cả gia đình mình tầm khoảng 4-5 người xài cũng được luôn, mùng mền cũng khá là ok nha. Với mức giá này cực kỳ rẻ luôn, 5.890.000, bảo hành 2 năm, hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam luôn các bạn mình nha. Đây, bảng điều khiển nè, hoàn toàn là tiếng Việt, rất là dễ dùng nha. Đó, của Toshiba. Tông màu thì chúng ta sẽ có tông màu đen rất là sạch luôn. Kính ở trên là kính cường lực, khi mà máy hoạt động thì chúng ta sẽ xem được cái quy trình, cái quá trình hoạt động của máy phía bên trong luôn. Đó, rất là ok nha. Đây, đây. Tuyệt vời, đây là hàng Nhật với mức giá cực kỳ rẻ luôn các bạn mình nha. Chỉ có 5.890.000 thôi tại Điện Máy Xanh. Hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam, bảo hành 2 năm chung với bạn mình luôn nha. Mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình của chú bạn mình nha. Đó, rất là rẻ luôn rồi.
Đối với dòng máy giặt lồng ngang thì chúng ta sẽ có những cái mẫu giá rẻ như là của Toshiba 8,5 chỉ còn có 5,90 thôi. Giá gốc là 6,90 giảm còn 5,90, bảo hành 2 năm. Có tiết kiệm điện inverter luôn nha. Mẫu này 8,5. Đó. Màu trắng ha, 8,5 nè. À, mẫu kế bên là 9,5 thì chúng ta sẽ có mức giá là 8,690 giảm còn 7,490. Đó, bảo hành 2 năm luôn. Có tiết kiệm điện inverter luôn ha, 9,5. Thì đây là những dòng mẫu mà đang có chương trình giảm giá khá là sâu tại điện máy xanh ha. Ở đó bây giờ lồng ngang Awa vẫn có luôn nha. Awa thì chúng ta sẽ có mức giá cũng là 5,990, 8,5 luôn nha. À, bảo hành 2 năm. Thương hiệu Awa cũng khá là nổi tiếng nha. Đây. À, tiết kiệm điện luôn. Dạ, đòn rất là sạch nha của các bạn mình nha. À, bên đây thì chúng ta sẽ có máy giặt của Samsung. À, mẫu này Samsung là 12,290 giảm còn 7,90, 9,5 tiết kiệm điện inverter luôn. Đó, những cái mẫu máy giặt mà giá rẻ thì Quyền giới thiệu đến cô chú chị bạn mình hết luôn nha. Mua được cái nào thì mua ha. Đó. Mua được thì cứ ủng hộ Quyền nha, qua số điện thoại trên màn hình nha, để Quyền hỗ trợ giao hàng toàn quốc cho cô chú bạn mình luôn. Đó, mua đâu cũng vậy, mua dùng Quyền, Quyền cảm ơn cô chú chị bạn mình rất là nhiều nha. Mẫu này của Awa nha. Đó, 9,5. 8,690 giảm còn 7,590 nha. À, tông màu đen ha. Những cái màu này thì nó khá là sạch nha. Đạt chuẩn 5 sao hết luôn cho chú bạn mình nha. À, bảo hành 2 năm hết. Miễn phí giao hàng toàn quốc và miễn phí công lắp đặt cho cô chú anh chị bạn mình luôn. Nên cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Nhắc máy gọi cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình để Quyền tư vấn chi tiết hơn cho cô chú anh chị bạn mình. Còn rất là nhiều mẫu luôn nha. Đó. Còn rất là nhiều mẫu luôn nha, số ký dao động từ 7 cho đến là 20+ ký cũng có luôn cho các bạn mình nha. Còn bên đây nè, đó, cô chú mình thấy không? Đây là những cái máy giặt lớn ký nè, ví dụ như cái dòng này là 10,5 nha, có tiết kiệm điện inverter luôn của Awa. Còn bên đây là 11,5 của Panasonic nè. Còn bên đây là 12,5 của Samsung nè, giá nó chỉ có 8,490 thôi nè. Đó, giá quá rẻ luôn nha. Rất là rộng luôn nha. Bên đây là 12,5 luôn, 10,490 của Samsung. Ai, rất là rộng nha. Đó, phù hợp cho những gia đình, những nhà hàng khách sạn nào mà cần có số lượng máy giặt lớn để mà chúng ta giặt chăn màn đồ đó. Thì đây là một trong những sự lựa chọn rất là ok. Có tiết kiệm điện inverter luôn. Còn cái mẫu này giá cực rẻ nhưng số ký cực cao của LG 8,790, 14,5. Wow, lồng giặt quá lớn luôn nha. Đó. Cô chú anh chị bạn mình cứ an tâm ha. Đến với điện máy xanh thì có vô vàn sản phẩm để cho chúng ta lựa chọn. À, từ nhỏ cho đến lớn đều có luôn cô chú bạn mình đây. À, rồi cô chú anh chị nào ưng mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại ha trên màn hình. Đó, từ lồng đứng cho đến lồng ngang, từ 7,5 cho đến là 20+ ký vẫn có luôn cô chú bạn mình nha. Kể cả máy sấy quần áo đều có luôn nha. Đó, rất là tiện lợi cho chúng ta. Bên đây thì Quyền có thêm những cái mẫu máy lồng ngang nữa nha, LG, LOT đều có hết nha. Bên đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái máy giặt 16,5 của LG với mức giá hiện tại chỉ có 9,590,000 thôi, giá gốc là 13,90. Đây lồng cực lớn luôn nha. Đây, còn rất là nhiều mẫu nha. Rồi cô chú anh chị nào mình chọn được mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình nha. Mua đâu cũng vậy, mua dùng Quyền, Quyền cảm ơn cô chú anh chị bạn mình rất là nhiều nha. Và lời cuối, Quyền xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn mình đã luôn theo dõi và ủng hộ Quyền trong suốt khoảng thời gian qua. Mua đâu cũng vậy, mua dùng Quyền, Quyền cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nè, thành công trong năm 2023, kiếm thật nhiều tiền nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các video tiếp theo. Bye bye.